xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Du lịch online cùng John Tours. Hôm nay, admin xe đẹp dễ thương sẽ giới thiệu video đầu tiên trong chuỗi bài 14 hòn đảo phía Nam Phú Quốc, đó là về hòn Dâm Trong. Phía Nam Phú Quốc có hai hòn đảo tên là hòn Dâm, phân biệt bởi vị trí của chúng. Hòn nằm gần An Thới hơn, được gọi là hòn Dâm Trong, cách cảng biển gần 2 km. Chắc có lẽ vì hòn đảo có hình dạng hẹp, dài và mảnh nên được gọi là dâm. Rất nhiều bạn nhầm thành dâm ớ, nhưng chính xác là dâm á nha mọi người. Đây là hòn đảo hoang sơ và không có người dân sinh sống, chỉ có một resort 3 sao cho khách du lịch. Bạn nào thích sống với thiên nhiên, nơi không có cư dân lẫn wifi, tách biệt với xung quanh, có thể chọn resort này. Admin cũng dự định ra hòn dâm ở để thử làm Robinson trên hoang đảo đó. Bạn nào muốn admin tiết lộ thông tin về resort thì comment xuống dưới nha. Do hòn dâm được bao bọc đa phần là đá, nên nơi này có dải san hô vô cùng phong phú. Hòn dâm sở hữu một lượng sinh vật biển rất đa dạng, với các loại hải quỳ, hải sâm và nhiều loài cá đủ màu sắc khác nhau. Khi ghé thăm, nhất định bạn phải lặn ngắm đó nha. Video đầu tiên đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyên mục Du lịch online cùng John Tours với chủ bài về 14 hòn đảo phía Nam Phú Quốc. Hãy đón chờ những phần tiếp theo để xem John Tours mang đến cho bạn những hòn đảo nào nha. John Tours tạm biệt các bạn.